Tuấn Hùng xin mến chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang. Xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người, đến tất cả bà con ở phía Bắc của nước ta sẽ thoát được cảnh mưa bão trong cái đợt này các bạn ơi. Hiện tại Tuấn Hùng đang có mặt tại nhà bạn của mình, hợp tác xã 889, chuyên nuôi trồng thủy sản. Đây là một vết sạt ở ngay gần huyện, trên thôn Quang Tiến rất là to các bạn ơi. Nó sạt lở hoàn toàn từ phía trên kia và đã vùi lấp cái nhà. Đó, vùi lấp hoàn toàn cái nhà. May là không có thiệt hại về người, nhưng cái nhà mới được làm xong, chưa ở. Sạt lở gần như là làm đổ hết tất cả tường tầng 1, tầng 2 các bạn ạ. Rất là nguy hiểm luôn. Vết sạt rất là to và hiện tại thì máy cuốc cũng đang triển khai để giải phóng cái tuyến đường từ đây lên xã Chiến Phố, xã Bản Máy. Hai xã rất là quan trọng, cần phải thông tuyến ngay. Cái vết sạt lở này rất là lớn luôn, các bạn có thể nhìn thấy đây chủ yếu là đất đỏ pha cát thôi. Đó. Vết sạt lở cực kỳ lớn và đất vẫn đang rơi, rất là nguy hiểm. Nếu mà còn mưa tiếp thì có thể là sẽ dẫn đến sạt lở to hơn. Trong mấy ngày hôm nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, bão Nagi lên phía Bắc nước ta, và khi tâm bão đến thủ đô Hà Nội đã trở thành một vùng áp thấp nhiệt đới, gây mưa rất là lớn trên diện rộng đối với lại các tỉnh vùng núi, đặc biệt là Yên Bái, Lào Cai và khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, cũng như là Sơn La, Phú Thọ, Lai Châu. Do vậy mà mưa lũ lên rất nhanh, đặc biệt là khi hoàn lưu bão sang đất Trung Quốc cũng gây mưa lũ trên diện rộng các bạn ạ. Do vậy mà các cái thủy điện, các hồ chứa ở bên Trung Quốc người ta xả nước, dẫn đến là lũ lụt rất nhiều. Còn đối với quê hương của Tuấn Hùng thì căn bản là mưa lũ dẫn đến sạt lở đất cực kỳ nhiều. Đối với xã cập nhật, một số xã ở trên địa bàn huyện, có xã Bản Nhung, nơi tuyến đường lên trên chỗ nhà hai cháu Xía với Sương, sạt lở rất là lớn, xóa sổ 5 cái ngôi nhà luôn. Nghe đâu đó cũng có thông tin là thiệt hại về người. Cũng có một số các bạn ở huyện lên để hỗ trợ mì tôm, nước uống, lương thực phẩm cho 5 hộ đó. Và phải đi bộ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ các bạn ạ, mới lên đến trên đó. Do vậy mà các cái tuyến đường gần như là đi vào các xã các bạn ơi là bị ách tắc hết rồi. Do vậy Tuấn Hùng trong trước mắt 1-2 hôm nay là cũng không thể di chuyển đi để đồng hành cùng với lại các cháu được. Đó, đặc biệt là Tết Trung Thu cũng sắp đến rồi. Tuấn Hùng cũng muốn đi tổ chức 1-2 bữa tiệc nho nhỏ cho các cháu ở trong các cái vùng đặc biệt khó khăn. Các bạn có thể nhìn thấy là đất lở rất lớn, lấp hoàn toàn ngôi nhà mới xây dựng xong, tường tầng 2 cũng như là tầng 1 đã bị vùi lấp hoàn toàn. Đó, một khối lượng đất đá khổng lồ rất là lớn luôn, rất là nguy hiểm. Và các bạn có thể nhìn thấy cái nóc nhà này với lại cái phần đất ở phía trên kia, tít cột điện lên cao nó rất là cao và có thể nó còn sạt lở rất nhiều nữa, rất là nguy hiểm. Do mưa lũ và sạt lở đất nghiêm trọng, do vậy Tuấn Hùng tạm thời sẽ không di chuyển đi đến các xã đồng hành cùng các cháu được. Đường lên nhà bé Thành cũng đã bị ách tắc hoàn toàn, không thể di chuyển được. Và đây là đường lên nhà cháu Thành Xuân cũng ách tắc hoàn toàn. Đối với hoàn cảnh cháu Thành Xuân thì đợt vừa rồi là Tuấn Hùng cũng mong sao mùng 2 tháng 9 cháu sẽ quay về, nhưng mà mùng 2 tháng 9 cháu không về. Do vậy Tuấn cũng chưa chia sẻ được để giúp đỡ cho cháu, kêu gọi hỗ trợ cho cháu làm nhà. Tuấn Hùng chỉ review đây là một cái góc nhỏ thôi, là sạt lở ngay gần huyện. Đó, ảnh hưởng rất là lớn đến đời sống bà con nhân dân ở đây. Gần như là chỗ này bây giờ phải mang hết đất ra và phải làm cái bờ kè giật cấp thì cái nhà này mới có thể tiếp tục được triển khai xây dựng dưới những cái tản lý đất cao như vậy được. Nhìn từ bên này đi, các bạn sẽ thấy vết sạt lở nó rất là cao ở trên những cái đỉnh núi trên kia. Đó, nó lở xuống đây, chạy dài đi.
Cũng rất là may cho gia chủ chưa vào đấy ở. Nếu vào đấy ở thì cũng sẽ có thương vong về người cũng nên. Rất là may mắn luôn các bạn ơi. Tuấn Hùng đang đứng ở trên cao nhìn xuống toàn bộ trung tâm của thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phi. Các bạn ơi, nằm ở dưới cái thung lũng này luôn. Và ở từ đây thì chúng ta có thể nhìn thấy đỉnh núi chỗ nhà bé Thành. Đó, tít sâu phía trong này. Vẫn còn nguyên, Tuấn không thấy vết sạt lở nên là nhà anh Dùng Cô Đơn ở đây có thể nhìn thấy một cái chấm rất nhỏ là không có sự sạt lở. Đó. Nhưng trong cái thời điểm mưa gió như thế này, anh Dùng phải đi tá túc ở những cái nhà khác. Và từ trên cao này các bạn có thể nhìn thấy trung tâm của thị trấn Tuấn Hùng sinh sống. Đây là quê hương của Tuấn Hùng. Cũng rất là nhỏ thôi, nằm hoàn toàn ở dưới thung lũng. Và được bao bọc xung quanh bởi những dải núi rất là cao, chủ yếu là đồi núi đất. Các bạn có thể nhìn thấy những đỉnh núi rất là cao. Và phía trên kia là những thửa ruộng bậc thang rất là đẹp đây các bạn này. Tất cả trên đó đều là ruộng bậc thang, rất là đẹp. Các tuyến đường vào các xã gần như là đều bị ách tắc do sạt lở. Chính vì vậy mà cũng không thể di chuyển vào đến các hoàn cảnh của các cháu được. Chiều nay thì trời hơi hửng nắng các bạn ạ, hơi hửng lên thôi. Đó, và những đám mây thì vẫn còn rất là nhiều và có thể tiếp tục gây ra những cái cơn mưa trong đêm. Mùa này chủ yếu là mưa về buổi tối thôi. Mặt trời đang lặn về hướng Tây rồi. Rất là đẹp, phong cảnh thì tuyệt vời. Đây là khu vực trung tâm huyện Hoàng Su Phi, chỗ quê hương của Tuấn Hùng các bạn đây. Và các bạn có thể nhìn thấy phía xa bên kia, những đỉnh núi đang sạt lở rất là nhiều. Ở quanh huyện thì cũng bị sạt lở khá là nhiều và nhiều cái vết nứt. Nhưng hiện tại đất chưa xuống, nếu mà còn mưa thêm hôm nay ngày mai nữa có thể là sẽ dẫn đến sạt lở lớn hơn nhiều chỗ. Vì nó tạo thành những cái đường nứt và nó đã bị lún xuống so với cái mặt cắt của cái mặt bằng ban đầu khoảng độ 1 mét rồi, đến 1,5 mét rồi, tạo thành những đường nứt chạy đến mấy trăm mét đó, ngay chỗ cái đỉnh núi truyền hình đó. Các bạn sẽ thấy có những cái vết đỏ này là những cái vết nứt của nó chạy dọc từ bên này sang bên kia. Nếu nó sạt thì khu dưới nhà Tuấn Hùng cũng sẽ bị ảnh hưởng, mong sao là sẽ không sao. Đó, còn hướng bên kia là hướng Thèn Chu Phìn, nơi quê hương của bé Thành. Tuấn Hùng không vào được vì cái đường vào đây cũng bị sạt lở rồi. Và khi Tuấn Hùng điện thoại cho một số bà con trong đấy nói rằng là sạt lở rất nhiều, xe máy không đi được, đi bộ còn rất là khó các bạn ơi. Còn hướng Tuấn Hùng mới chỉ hướng bên kia, cái đỉnh có mây ở bên này các bạn ơi, là hướng nhà chỗ hai cháu Quân Dũng. Đó, vòng lên phía trên này nữa cũng bị sạt lở và bay hẳn đường rồi. Nên là trong cái khoảng thời gian này Tuấn Hùng cũng không thể di chuyển đi đâu được. Và đối với lại xã Tà Sư Chóng, nơi bé Xía bé Sương đang sinh sống, thì cũng bị sạt lở của cái xã bên dưới, đó là xã Bản Nhung. Do mưa lũ dẫn đến sạt lở, 5 nhà đã bị đất xô đổ. Và có nghe đâu đó thông tin là có 2 mẹ con mất tích hay là một đứa nhỏ, đó là chưa tìm thấy, vẫn đang mất tích. Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu của cơn bão số 3 nên là mưa trên diện rộng ở phía Bắc. Và nơi Tuấn Hùng đang ở đây chính là đầu nguồn của con sông chảy. Nó nước tất cả mọi nơi dồn về.
Và con sông Chảy này thì cũng đổ xuống các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, nó hòa với con sông Hồng. Do vậy thì sẽ khiến cho các cái mực nước sông nó sẽ dâng lên. Các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn Vinh Quang của huyện Hoàng Su Phi, nó kéo dài từ đây lên hết cái khu trên này. Và nhìn vào hướng trên kia là hướng Thèn Chu Phi. Do vậy trong thời gian này Tuấn Hùng không thể di chuyển đến các xã được. Mưa lũ sạt lở rất là lớn, nó ảnh hưởng đến cái vấn đề di chuyển đi lại và rất là mất an toàn khi mình di chuyển trên đường trong cái mùa mưa lũ này. Vì đặc thù của huyện Hoàng Su Phi là đồi núi rất cao, nhưng là đồi núi đất pha cát. Tuấn Hùng cũng nghe được tin là nhà em Vàng Thợ Xây đã bị lở rất nhiều và có thể lở đến nhà rồi. Đó, cả gia đình em ấy phải ra ngoài ngủ ở ngoài trời, nên là có lẽ là đường thông thì mai Tuấn sẽ di chuyển vào đó để thăm gia đình em ấy. Quay trở lại với hiện tại, ngày mai Tuấn Hùng sẽ sử dụng những tải quần áo của các bà Hà, rồi là rất là nhiều cô gửi ở dưới kia lên cho Tuấn Hùng. Đây còn khoảng 6 tải. Đó. Mai Tuấn sẽ mang lên để hỗ trợ cho 5 nhà bị đất sạt lở trên xã Bản Nhùng. 5 nhà là bay toàn bộ luôn. Tất cả nhà cửa, gia súc, mùa màng, ruộng lúa là đã bay hết rồi. Hôm nay cũng có bà con nhân dân ở huyện đến để mang một số nhu yếu phẩm vào để hỗ trợ. Đó. Và các bạn đang được nhìn thấy đây là cửa hàng nông sản của Tuấn Hùng. Hiện tại thì cũng bắt đầu có sản phẩm trà móng rồng rồi nhé các bạn. Đây, hôm nọ Tuấn Hùng cũng thấy một số cô chú anh chị đặt Tuấn cái trà móng rồng này. Đây là 2kg đầu tiên trong năm nay Tuấn sản xuất ở tại nhà xưởng. Đó, chỗ bé Dũng, bé Quân đang học. Còn trên này là bạch trà nhé các bạn này. Đây là bạch trà san tuyết. Đó. Bạch trà san thì có giá là 2,5 triệu 1kg. Móng rồng thì cái đầu vụ như thế này cũng khá là đắt. Họ bán 3 triệu đến 5 triệu 1kg, nhưng mà Tuấn vẫn giữ giá 2,2 triệu 1 cân đối với móng rồng. Còn đây là những cái sản phẩm trà một tôm hai lá các bạn nhé. Trà san tuyết cổ thụ một tôm hai lá. Đó. Và phía bên này là sản phẩm trà san tuyết cổ thụ một tôm một lá. Các bạn sẽ thấy là tuyết nó trắng hơn, tại vì nó nhiều búp hơn, hai lá thì nó ít búp hơn. Với cái tỷ lệ 1kg thì búp nó ít hơn. Do vậy mà đối với sản phẩm một lá thì tuyết trắng tinh. Đó. Đoạn này thì 800 ngàn đồng 1kg, còn hai lá là 450. Còn đây là sản phẩm những lít mật ong khoái Tuấn Hùng đang đóng lại để mai Tuấn gửi đi cho các cô ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Chỗ này là 10 lít. Đó. Và đây là những cái bình mật ong của Tuấn Hùng này. Đó. Nhạc đèn trung thu họ đang rước ở ngoài này khá là ầm ĩ. Còn đây là sản phẩm măng lưới lợn nha các bạn này. Đây là sản phẩm măng lưới lợn. Đối với sản phẩm măng lưới lợn cái thời điểm này thì cũng khá là rẻ thôi. Gần Tết thì sẽ đắt lên rất là nhiều. 2,5 triệu 1kg các bạn nhé. Còn đối với lại sản phẩm măng nứa thì 300 đến 350 1kg. Rất là non các bạn nhé. Nhìn măng này thì rất là non rồi. Có rất nhiều cô chú anh chị hỏi Tuấn Hùng về các cái sản phẩm măng khô ở trên này. Tuấn cũng rất là ít review vì hay bán cho tất cả cô chú anh chị quen khách. Đó. Còn dưới này là hai cái bình rượu ngâm củ nhân sâm. Sâm Trường Bạch, với lại đây là cái sâm ở địa phương của Tuấn Hùng, gọi là sâm Vũ Diệp hay còn gọi là Tam Thất Quang. Đó, cô chú anh chị nào mà muốn đặt sản phẩm măng để sử dụng thực phẩm hay là làm cỗ, làm tiệc hay là để Tết thì có thể liên hệ Tuấn Hùng. Đấy, Tuấn có măng lưới lợn, măng mai với lại măng nứa. Và các cái sản phẩm chè thì bây giờ đã là vào cái vụ chè cuối của chè săn tuyết rồi. Các bạn có thể nhìn thấy những sản phẩm trà nguyên tôm hay còn gọi là bạch trà san. Bạch trà san cổ thụ với những búp trà của những cái cây trà có độ tuổi trên 300 năm tuổi đến 600 năm, 700 năm tuổi. Cộng thêm ở cái độ cao 1.000
600 m là cái rừng trà mà mấy năm nay xưởng Tuấn Hùng đặt riêng cái vùng trà đó để sản xuất, và những cái sản phẩm trà một tô một lá thì rất là thơm ngon đó, có thể mang về để sử dụng cũng như là để làm quà biếu rất là ok. Ngoài ra thì đây là những cái bánh trà Phổ Nhĩ các bạn nhé. Tuấn Hùng ủ bánh nguyên như thế này vì trà Phổ Nhĩ là phải ủ cho nó khô và thoáng đó, do vậy mà Tuấn Hùng vẫn sẽ ủ như vậy. Đây là một trong những bánh trà Phổ Nhĩ Tuấn đã bỏ ra đó, bỏ ra để cho mọi người thưởng thức thôi. Tuấn sẽ bỏ ra cho quý vị khán giả cùng được chiêm ngưỡng cái bánh trà Phổ Nhĩ bên Tuấn ép bánh vì được nghệ nhân người ta gói lại đó, nên là Tuấn cũng không muốn dở ra. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là bánh trà Phổ Nhĩ sống nha các bạn này, bánh trà Phổ Nhĩ sống rất là thơm, cực kỳ là thơm. Đây là trà Phổ Nhĩ, đây là cái phần là Tuấn Hùng đã bỏ ra để mời khách để cho quý vị khán giả, cô chú anh chị mà đến đây chơi, đến nhà Tuấn Hùng chơi muốn thưởng thức thì Tuấn sẽ pha để thiết đãi. Còn đây là những lít mật ong khoái rất là ngon, mật rất là già các bạn, cũng hết vụ rồi, cuối vụ đông này thì họ sẽ bắt lấy vài tổ nữa, nên là Tuấn sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân để thu mua thêm. Cô chú anh chị cứ lấy măng hay là lấy sản phẩm những loại rượu ở vùng cao, hay là mật ong khoái, trà san tuyết, một tôm một lá, một tôm hai lá, hoặc là các sản phẩm hồng trà nhé các bạn ơi. Hồng trà thì Tuấn về đây chưa đóng gói đâu, vẫn để trong cái túi 1 kg như vậy. Các bạn sẽ thấy là đây là sản phẩm hồng trà san, 800.000 đồng 1 kg, có nhiều nơi họ bán cũng khá là cao. Sản phẩm trà san tuyết một tôm một lá lẫn cả hai lá các bạn ạ. Hồng trà này thì lẫn một tôm một lá, một tôm hai lá để cho nó có cái vị đượm hơn thì sử dụng sản phẩm hồng trà. Còn đối với lại hồng trà tiên, tức là trà rừng, là bây giờ chưa đến mùa các bạn. Thời gian này thì mưa suốt ngày luôn, do vậy Tuấn Hùng cũng chưa di chuyển đi đến các hoàn cảnh được. Ngày mai Tuấn sẽ lên để hỗ trợ phần nào 5 hộ gia đình bị sạt lở, và Tuấn sẽ mang những tải quần áo của các cô ở dưới gửi lên cho Tuấn Hùng để Tuấn mang đi. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một lạng, một hộp như thế này là một lạng trà san tuyết bạch san, nguyên cái búp nó không. Còn đối với lại trà móng rồng thì đầu vụ các bạn sẽ thấy rằng là cái búp trà nó rất là nhỏ, như to hơn hạt thóc một chút thôi, do vậy nó rất là thơm ngon và người dân phải hái rất là lâu mới được 1 kg này. Đã mất mấy ngày do ảnh hưởng của cơn bão, Tuấn Hùng cũng không di chuyển được rồi. Do vậy mai Tuấn xem là trời nắng nắng ở trên này thì sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Đối với xã Bản Nhùng bị sạt mất 5 hộ gia đình, là cả một cái quả núi nó sạt xuống và nó vùi lấp mang theo tất cả trâu bò lợn gà, tài sản, chăn ga gối đệm màn, nói chung là tất cả nhà là bị lở đi hết. Đó, chỉ người chạy được là còn sống thôi. Nghe đâu đó là một bé mới được mấy tháng tuổi là mẹ cho nằm không kịp đi bế ra. Đó, do vậy là cũng vong mạng, rất là thương tâm. Thật sự là sau cái cơn bão số 3 này, chúng ta, đất nước của chúng ta cũng mất mát quá nhiều, thiệt hại về cả kinh tế lẫn con người. Do vậy Tuấn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các hoàn cảnh và sẽ tiếp tục chia sẻ yêu thương để cùng nhau san sẻ, giúp đỡ nhau trong cái khoảng thời gian này. Hôm nay thì Tuấn cũng review qua để cho quý vị khán giả cũng nắm được một số cái sản phẩm nông sản địa phương Tuấn Hùng vẫn đang cung cấp đến mọi người. Cô chú nào, anh chị nào muốn thưởng thức, ủng hộ thì liên hệ cùng Tuấn Hùng qua số điện thoại 0918 998 318 nhé các bạn nhé. Và như Tuấn Hùng đã chia sẻ, sau mưa bão này thì
trời nắng khô hơn, Tuấn lại tiếp tục đồng hành cùng với các hoàn cảnh. Tuấn Hùng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả luôn quan tâm đến những video của kênh YouTube Tuấn Hùng Hà Giang. Tuấn có sao chia sẻ như vậy và được các bạn, các cô chú, anh chị, quý vị khán giả đồng hành, Tuấn Hùng rất là vui rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tuấn Hùng xin được tạm dừng cái video ngắn ở đây để giới thiệu qua nông sản và cho mọi người biết được cái tình hình hiện tại ở quê hương Tuấn Hùng như thế nào. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang nhé.